cua đồng, cua đồng thì mình lụm cua đồng. Cua đồng cái này, cua đồng một con vô đây, một con nữa, hai con, cá rô đây, cá rô, cá rô. Có cái vợt bắt cá rô tiện không? Để vô vớt luôn. Thôi mình thả thêm cua đi, để lát vô nó kẹp tiêu mấy con cá hết. Ra ngoài đẻ đi, cho nó nhiều chút. Đi. Bỏ em cá rô vô. Cá rô khủng chưa, con vậy hả? Ồ, bắt được mắt đỏ hay vậy, bỏ đâu có nhiều nhiều vậy, bữa đem lên ông chú nhậu được con này. Sao đủ nhậu, sao chú bắt mắt đỏ nha. Cá lóc này cả nhà. Ê, cái vợt chụp vô tuột ra không à. Dạ, chứ đó là. Vợt bắp quá. Dạ, rồi cái rô đâm nữa. Mấy con rồi cả nhà. Đang ăn con lươn nè, đang nuốt con lươn nè, nói chung nuốt con lươn. Em ấy đang bận ăn con lươn. Nhưng mà vô chung với mấy con nhái đi. Rồi, vô chung với cá rô đi. Không dữ không? Không dữ không? Con bé rắn trùng nữa cả nhà. Đây. Rắn trùng. Em rắn trung nữa, dữ lắm,
con em cá lóc nữa cả nhà, giờ không có vợt không biết bắt được hay không nữa nè. Không có cái vợt nữa chứ, bỏ vợt con kia. Chạy nữa rồi, nó bắt gì vậy? Này không có bắt quá, nó tự chạy bờ luôn cái nhà. Ê, đá này, nó văng bờ luôn. Đá nó văng bờ luôn. Cá đúng xui. Chạy rồi, đường nước mà đá bay bờ chúng mày hết chạy rồi. Em có lóc nữa cả nhà. Thôi mệt quá. Để con trùng nữa cả nhà. Mưa nó lớn, con trùng ra nhiều. Ba em. Nhiều chưa? Hả? Nhiều chưa? Ếch đâu? Ếch thả rồi. Không sinh ếch rồi hả? Đi luôn. Có cái lịch. Cái vùng này là cái gì? Cặp luôn. Rồi khủng. Khủng chưa? To đùng. Còn một bé nữa nè. Còn một bé nè. Ôi, nó đào tẩu rồi. Không lấy cái vật bắt quay, khó bắt quá. Nước sâu quá. Nước sâu quá. Chạy vô. Nước sâu quá. Đây, thêm một em nữa. Cá rô đồng. Phát hiện thêm một em bắn trung nữa. Bắn trung nữa nha. Về tới nhà đây nha. Nghe thành quả mình đi. Chắc được hơn 2 ký nhái. 2 ký hay hơn 2 ký nhái. Dạ. Mở cá. Đổ cá rồi. Con mắt đỏ còn sống. Chỗ đây ra đi.
trái rắn. Hai cái lốc nằm sâu ở trong vậy, nhưng có cái rô con lươn nữa, lươn con rắn. Rồi thôi, như vậy đủ nồi canh chua rồi. Chào cả nhà, hẹn cả nhà bếp xanh nữa nha. Ngủ kia rồi.